lớp nào gà cỡ này là rắn to trên gọi mãng xà trên rừng, nó xuống nó tha dương trần ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống trần chúng sanh. Hay là thầy nói hổ lang ác thú muôn bầy, hổ là cọp mà này muôn bầy chứ không có nói con, mà cọp này nó lớp bay lớp chạy sau này ra đoan, ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hột. Cọp này người tu nó thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ở hậu ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ thành kính Đức Phật, Đức Thầy. Cùng quan thượng đẳng đại thần chư quan cựu thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh gia hộ trì chúng con, hôm nay cũng qua một cái nhân duyên hội ngộ để chúng con nhắc lại những lời vàng son châu ngọc của Đức Phật Đức Thầy để mà làm bước đường tiến hóa trên con đường tu. Kính thưa chư quý vị đồng đạo kính mến, hôm nay cũng qua một cái nhân duyên hội ngộ mà cũng nhắc lại những cái lời thầy tổ đã dạy, mà chính qua những cái câu đó Đức Thầy thúc giục chúng ta qua nhiều nơi nhiều chỗ. Thầy nói đời cùng tu gấp mới kịp, thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, nói cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nói thời cũng tin. Hay hoặc giả là rầy còn thúc giục qua đặng khác nữa là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm đi khùng. Tu kiếp kiếp là tu mau mau, nếu không tu mau mau thì kẻo trễ, chừng đối đầu là chừng đụng vô cảnh ngộ thì khó kiếm điên khùng, là khó kiếm được Đức Phật Đức Thầy. Thầy còn thúc giục thêm nữa là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Chữ mau mau là lẹ lẹ, mà kiếp kiếp là gấp rút. Thầy thúc giục chúng ta tu hành lẹ lẹ là gấp rút mới kịp với thời thì. Vì sao vậy? Thầy nói đời nay mỏng tợ màng thưa, khuyên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Đời nay là đời này, thầy nói nó mỏng lắm rồi, mỏng như màn thưa vậy. Mà khuyên trong lê thứ là chỉ khuyên là dạy, dạy trong lê thứ là dạy mình đấy, chẳng có thừa một câu, là không có dư một câu nào hết. Qua những lời thúc giục của Đức Thầy, chúng ta trên bước đường tiến hóa trên con đường tu. Như vậy đó, thì đầu đề trên đó, tôi xin nhắc lại trong cái bài Thiên Lý Ca. Trong cái bài Thiên Lý Ca này đó, tại sao đưa cái tựa đầu lên, mỗi một cái bài giảng đề nào cũng có cái đầu đề là nó có cái lý lẽ đó đâu. Tại sao thầy đặt cái tên cái tựa là Thiên Lý Ca? Chữ thiên là trời, chữ lý là lẽ, chữ ca là ca tụng lý lẽ của trời. Cho nên luật lệ trời định như thế nào đó, gồm thầy viết trong cái bài này rất là sâu quyền về cái thiên lý trời định như thế nào đó. Thế luật lệ trời định như thế nào thầy nhắc ra hết. Thì trước nhất á, trong cái bài Thiên Lý Ca này á, thầy nói năm lần thân dậu, nhưng mà có một lần cuối á, thầy quy định là cái thân dậu ngày luôn. Còn á, là bốn lần thân dậu này đó, thầy nói từ thời kỳ đầu tiên thầy vô đề đó là đến thân dậu thánh thần náo động thảm cho trần, nhà trống ruộng quan tiếng than lị ngọc nhỏ tràn nặng tay dồn dập sớm làng còn chi. Tới đây là dứt một cái giới đầu tiên. Vậy thì tôi nghĩ cái này nó đã qua rồi, cái giới này đã qua rồi. Đến thân dậu thánh thần náo động thảm cho trần, nhà trống ruộng quan tiếng than lị ngọc nhỏ tràn nặng tay dồn dập sớm làng còn chi, là cái mốc đệ nhị thế chiến của năm 45 đó. À, vậy thầy là nghĩ rằng từ đây dài tới còn nhiều cái cảnh khổ nữa, thầy mới khuyên mình tu hành. Chứ tới đây mà chấm dứt rồi đâu có còn khuyên nữa, đâu còn khuyên tu gì nữa. Cho nên cái mốc này đệ nhị đã qua rồi, cho nên thầy mới khuyên mình tu tiếp. Khuyên sanh chúng ráng ghi mối đạo, lòng hằng lo ngai thảo nghe con, tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Thì cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân, liền theo đó thầy nói trong một giáp ân hừng thi tính, muốn làm hiền ráng nhịn đường thang, đến nay là buổi khoa tràn, là đến kỳ thi rồi. Vậy thì ở đây cái mốc này 45 lợi 205 là đúng chu kỳ một giáp của thánh nhân 61 năm tới 205 đó. Cho nên thầy mới cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân, chữ sẽ phân là chưa có phân, gần tới rồi chứ chưa có phân. Tôi xin giải cái bốn cái chữ mà sẽ rồi đến
rồi sắc. Thì ba cái chữ này nó gần thôi chứ nó chưa có vào cuộc, mà cái chữ đã diễn biến và đang diễn biến đó mới là vào cuộc. Tôi ví dụ như cái chữ sẽ này cho nó rõ nét một chút. Mất còn sẽ phân. Thôi bây giờ cũng như anh em mình rủ đi lợi nhà ông bạn đạo này chơi, rồi tôi sẽ đi với anh. Nhưng mà còn ở đây chứ chưa có đi. Chữ sẽ này nó nói vậy đó. Sửa sạn thôi chứ chưa có đến. Chữ đến cũng vậy nữa. Chữ đến nói ông đi tới đâu rồi. Tôi nói tôi cũng gần đến tới rồi đó. Gần đến rồi đó. Thì cái chữ đến này cũng chưa có vào cuộc nữa. Rồi chữ sắp. Ông hỏi tôi đi tới đâu rồi. Tôi sắp tới rồi đó. Như vậy chứ chưa tới. Bốn cái chữ này là nó như vậy. Mà chữ đã nó đang diễn biến và nó mới nằm trong cuộc sự diễn biến. Mất còn sẽ phân là vậy. Thì liền theo đó thầy nói trong một giáp ăn gần si tính muốn làm hiền ráng nhịn đường thang. Đến nay là buổi khoa tràng minh quân sức thế mới tránh. Khắp trần thanh thơ chừng nào minh quân là ông vua sáng đó. Chữ minh là sáng chứ quân là vua. Chừng nào ông vua sáng sức tại thế gian này mới khắp tràng thanh thơ chứ bây giờ ông chưa sức. Rồi bây giờ thầy nói cái giới thứ hai. Đến thân dậu cơ trời thấy lộ. Đến là vào đầu tiên đó. Đến thân dậu cơ trời thấy lộ. Cái gì nó sẽ lộ lên hết. Chừng nào đó nói dài tới chừng nào hết đao binh mới quy cổ vị kim. Chừng nào hết đao binh là hết khói lửa, hết chiến tranh. Chữ quy là về là thượng cổ, chữ diệt là tiêu rồi kim này. Mới gia vô bế hộ liêm liềm là pháp môn bế mạng. Như vậy là lập thành mối đạo võ điểm xưa kia. Thời dân chứng danh bi hậu thế. Phật thánh tiên kiềm chế lập thành. Diệt tà lập tránh rành rành ba màu nắm chặt năm đường sứ phân. Rồi đây cái mốc cuối cùng ông nói cuối thân dậu y như thượng cổ. Y như là nó êm đềm trở lại hoàn toàn hết rồi. Nhưng mà chưa qua đời thượng ân. Tới đây thời nhân sanh hết khổ đến mai. Tới đây hết khổ rồi bây giờ đến cái mai rồi. Bây giờ ông nói luôn là đế vương xuất thế là ngài dậu. Đế vương là ông vua. Mà xuất tại thế gian này là ngài dậu mới phải chữ dậu mới tới thân. Ngài dậu là tháng thân là tháng 7. Dậu thân bình trị trong ngoài ô ca. Đó là thầy đưa ra năm cái mốc đầu tiên trong cái bài Thiên Lý Ca. Thành thử ra cái bài này đó, chữ thiên là trời, chữ lý là lẽ, chữ ca là ca, tổng lý là luật lệ trời định như thế nào. Thầy viết trong cái bài này về cơ cầu của luật lệ trời định hết. Đó là qua những cái câu mà trong cái bài Thiên Lý Ca của Đức Thầy. Bây giờ tôi cũng xin nhắc lại là hai câu của Đức Thầy trong những bài thi, trong những bài thi sưng rồi đó. Thầy nói mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn. Mẹo là cũng như tôi nghĩ đây là cái năm mèo. Năm 2003 là năm mèo. Mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn là rồng bước qua thình. Khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, khắp cả hoàn cầu thế giới này nghịch lẫn hết. Là chiến tranh nó khởi bắt đầu qua cái năm thành. Lê dân trăm họ sáu sào. Lê dân là lê thứ của dân mình, trăm họ là con rồng cháu tiên nằm trên đất nước Việt Nam này mà bị sáu sào hết rồi. Rồi rã rời phụ tử mà máu đào nhiệm tuôn. Rã rời phụ là cha, tử là con. Cha với con đều rã rời hết. Thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông. Thầy là coi như thương chúng sanh mà thầy dùng cái đạo để phổ thông cho mình biết mình lo tu hành. Qua những cái đoạn khác cũng trong bài thi sưng đó, thầy nói mèo lui. Mèo lui là hết năm mèo. Rồng tới, rồng là bước qua thình. Bay dơi dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Nói thế giới này chiến tranh nổ khắp bùng luôn trong năm thình. Rồi ông nói mùng 1 năm nay rõ thiệt thình. Nói là mùng 1 của năm thình, bước đầu của năm thình qua mùng 1 thôi là. Khi xảy ra đây đó, là xảy ra ngay cái Tết. Đầu tiên là xảy ra ngay cái Tết. Rồi nó diễn biến tới. Cho nên á, cái bài mà cũng trong bài thi nữa, của Đức Thầy nữa, chứng nhân mấy bài thi này thầy nói á, thầy mượn sự mà diễn lý. Thầy nói lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt đùng, đùng đùng lẹt đẹt nổ, lùng tung lúng túng, dân ta túng ngao ngán cho sưng lão phát khùng. Ở đây tôi xin diễn sơ qua cái lý của những câu này, ông mượn sự mà diễn lý. Mới lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt đùng, đùng đùng lẹt đột, lẹt đẹt nổ lùng tung lúng túng, dân ra túng ngao ngán cho sưng lão phát khùng. Rồi sưng sang ảm đạm ánh như mờ. Sưng sang là bước qua cái sưng, rồi ảm đạm là buồn bã, rồi ánh như mờ.
thề quyết một lòng chẳng bỏ ngơ. Thầy thề đó, quyết một lòng thầy chẳng có bỏ ngơ. Thầy thề có sông có núi cùng cây cỏ, độ tận chúng sanh khỏi dại khờ. Đụng vô cái chuyện này mà đức thầy, mà thầy nói than, thầy nói lòng ta gặp cảnh rối như tơ giò, gan ruột phổi phèo một bụng to, lo hoài lo mãi không sao xiết. Tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò, hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày. Một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chỗ góp phải. Trung ương tam cõi điều hòa mặt, tất nhiên là tam cõi mà đức thầy chỗ nói đoạn khác thì nó Phật thánh tiên kèm với lập thành. Tam cõi là ba cõi, mà ở đây ba cõi cũng như thầy nói thiên hoàng cũng ở Cát Lăng, thiên hoàng là ở vua trời. Địa hoàng cũng ở mấy tầng ngục môn, địa hoàng là ở dưới Di Bương. Đó. Rồi thiên hoàng cũng ở Cát Lăng, địa hoàng cũng ở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần xem thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy rẻ không. Nhân hoàng là ông vua Đức Vua Minh Vương ở cái cõi Ta Bà hiện tại đây, là ba cõi đây. Cũng đồng trừng trị kẻ lòng ác gian, ấy là đến lúc xe sang tam hoàng trở lợi là đời thượng quân. Đó. Thì ở đây sự diễn biến đó, theo cái nhận định tôi thấy đó, năm Thìn với năm Tỵ là hai cái năm này chiến tranh nó khởi là dữ dội lắm, khắp cả thế giới hoàn cầu này luôn, chứ không phải riêng ở nơi nào. Là vì nó qua những cái câu đó, đức thầy đều nói, đều tất cả đều là bên Sấm Triền, rồi bên Tứ Thánh, rồi là bên ông Ba đồ này kia cũng ghim vô chỗ này đó. Cho nên Sấm Triền của Phật thầy có nói qua cái đoạn này nè, ổng nói luôn. Hồi nãy thầy phân ba bốn đoạn đó, qua cái năm là cuối cùng cũng đến là cái năm Dậu. Mà năm Dậu không khác hơn, tôi nghĩ đây là năm 2029 là tới năm Dậu là cuối mốc. Mà chỗ này bên Sấm Triền cũng nhắc lại, cũng ghim ngay vô đây. Ổng nói năm Thân nhiều riết rất gai, mà năm Thân là năm 28, năm Thân đó. Hội về bảy núi cát bay mịt trời, hết trong hết tưởng việc đời, vua ra cai trị mà dân thời tiêu diêu. Ông nói năm Thân là vua ra đời cai trị rồi đó. Chết thôi chết rất là nhiều, hậu nhau lục đỉnh cũng tiêu một giờ, gom nhau như cá chạy cờ, dường như chẳng khác con khờ không cha. Từ rằm cho tới tháng 3, người không có ngớt khóc la trong nhà. Hết Thân rồi đến niên gà, hết trong thờ phượng ông bà mất công. Tới đây ông nói niên gà là năm 29, năm Thân là 28 mà niên gà 29. Mười phần hết bảy rõ ràng, chọn đi lựa lại sẩy sàng rất hung. Thầy tu giữ dạ liệu dùng, thầy tu nhất trí buộc ràng tâm linh. Trời Nam bâu quá một mình, cho nên ở đây là cuối cùng ông cũng giải quyết tới là cái năm Thân là vua ra đời trị vì thiên hạ, mà cái năm Dậu là kết thúc cuối cùng của cuộc đời Hạ Quân Hạ này, để chuyển sang qua đập đời Thượng Quân Thánh Đức. Thì trước khi kết thúc thì nó im thôi, chứ chưa có chuyển qua lâu qua. Như vậy nó im trong cái tháng 8 mà rất là ông sư giải ông đóng can chi chung là hai chỗ. Ông nói xem đi xét lại mấy lần, các đức Phật ở trên hội nghị là xem đi rồi xét lại mấy lần. Từ tí chí mẹo không bình không an. Từ tí là cái năm Canh Tí năm 2000 đó, là chí mẹo là chót của năm mẹo đó, không bình mà cũng không an. Rồi từ mẹo đến ngọ đa đan, mà ngọ đây không khác hơn là 26, năm ngọ là năm 26. Từ mẹo đến ngọ đa đan, rồi ông nói mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà, mà mùi đây là 27 là thân 28, mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Ông bây giờ ông đóng cái can chi chung luôn là quý dậu có Phật Ta Bà. Quý dậu khác hơn cái chỗ này là cái can chi ông đóng chung là quý dậu là tới tháng 8 của 2029 năm dậu, và tháng 8 là tháng quý dậu luôn. Mà chỗ này ông đóng can chi không thể bằng khác được. Quý dậu có Phật Ta Bà là có Phật xuống tại thế rồi. Rồi thái bình bá tánh nhà nhà ấm no là tới đây là chấm dứt chiến tranh, chấm dứt giặc giả hết, thầy sẽ là lập êm qua hết trơn cái cuối cái đời Hạ Quân Hạ rồi. Thì sắp chuyển qua đời Thượng Quân Thánh Đức đó, thì trước khi chuyển qua đời Thượng Quân Thánh Đức đó, thì ở đây tôi tri đó, có ba đợt sấm nổ chứ không phải chỉ một đợt đâu. Đợt đầu ông Ba ông nói đó, nổ 3 tiếng, đợt giữa nổ có 1 tiếng là tới phong thần chúng hết nổ, mà đợt cuối cùng cũng nổ 3 tiếng rồi đã bắt đầu chuyển qua đời Thượng Quân Thánh Đức. Tôi xin nhắc lại trong cái lời của ông Ba ông nói, mà ông nói cái này mấy chục chỗ lần, nhưng mà tôi chỉ ghim vô 7-8 chỗ rồi để nhắc nhở chỗ này thôi.
cái chỗ đầu tiên nổ này đó. Ông nói Phật độ thảo thận hiệp hòa, tất nhiên Phật độ những người biết ăn ở, tu tỉnh và hòa hiệp. Còn độ ngang độ dọc Phật mà độ đâu, tất nhiên những người ăn ở hung hăng ngang dọc lẫy lừng Phật không độ. Cuối cùng ông nói cái chi đó là ông nói Phật độ cho mất con trâu. Mà mất con trâu đây á, thì có khi mình nghĩ ông nói trâu tháng trâu năm, nhưng mà ở đây tôi đặc biệt là tôi tính con trâu tháng chứ không có năm, bởi vì chút nữa cũng đưa lên nhiều chỗ ghim vô đây là ông nói con trâu nhỏ. Như vậy Phật độ cho mất con trâu mà tam thinh xuất hiện, mà đâu đâu dưới mình tam thinh là ba tiếng, mà xuất hiện là nổ lên, tất nhiên ba tiếng sấm đầu tiên nổ lên. Thì ba tiếng sấm đầu tiên nổ lên đó, thì đền vàng lỗ vẽ mấy thạch bắt quất 18 nước chư hầu mới kéo qua giành xé, mà đức thầy nói quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thầy phơi. Hoặc thầy nói là thạch bắt quất là 18 nước, thạch bắt quất lãnh hội đầu sơn, thăng thiên độn thổ nhờ Phật trời, chừng nào núi cấm quá lầu thì nên mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi tu hành ắt được sảnh thơi, lại xem được ngọc được trời báo thai. Đó là qua những cái câu thầy cũng đó là nói lên. Ở đây tôi xin nhắc nguyên văn rồi cũng lý sương qua mấy cái đoạn nào chút cho nó dễ hiểu và dễ bắt thôi. Những cái thấy của tôi thì nói lên để làm gì, nói lên để anh em mình, bà con mình nó ráng cố gắng. Mà bây giờ mình thấy thời kỳ cuối cùng nó sắp kết thúc thì mình tiến quá trên đường tu cho mau cho lẹ mới kịp với thời kỳ mà hồi nãy thầy thúc giục nó là 4-5 chỗ vô một lực đó, chỗ đó, đó. Như vậy đó. Còn á, ông ba nói thêm nữa, chừng nào hết thấy con trâu, cũng hết thấy con trâu nữa là quan trâu. Ông nói con trâu chứ còn là không có phải còn con trâu nữa. Môi son má phấn mới đau râu xem trường. Môi son má phấn là những người ăn chơi là trưng dọn ma tha son dầu phấn rồi đó, không có tu đó. Bây giờ chưa thấy nó thật không tin, mà chừng hết thấy con trâu này đó mới môi son má phấn mới đau râu xem trường. Tới đây mới gặp mối đường, sang ba nhật bảy mối trường ố nhi. Hoặc giả là thêm những cái đoạn khác thầy cũng thúc giục nữa đó. Như vậy đó, cọp đi dở ổ chờ mong. Ở đây cọp là muốn bước qua, cọp đi là không còn nằm trong cọp nữa, cọp đi là còn đi tới nữa chứ không phải chỗ này. Dở ổ chờ mong là dở núi ông cấm. Mà khi dở núi ông cấm rồi thì nó quá làm một trận cuồng phong thấy đời. Một trận cuồng phong cũng như phong ba bão tố mà mới nổ cái núi lên đó, đền vàng liệt lộc lộ ra từ tử đó, các nước 18 nước mới tranh nhau mới qua giành xé, mà tôi nhắc hồi nãy đó thầy nói quân phiên tham báo xa gần cũng qua đó. Cọp đi dở ổ chùm ông quá làm một trận cuồng phong thấy đời, mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn rạ loạn lời người ơi. Nhưng mà ở đây nổ được đầu 3 tiếng mình vẫn còn bình thường, chưa có gì, nhưng mà chỉ là cỡ đó rồi là mình cũng hỗn loạn vậy thôi, lộn xộn vậy thôi, chứ còn bị gì các nước nó vẫn còn, cho nên nó mới qua mới tham chiến, mà quân phiên tham báo rồi xa gần cũng qua, mới quánh với nhau để giành đền đài địa ngọc, mới giành giật châu ngọc ngà châu báu, để rồi từ cái chỗ này mới chết chóc với nhau. Mà tứ thánh nó nói như vậy, ông ba nói gì cũng y ngay chân vô một ý, nhưng mà nói thì nói khác, nhưng mà cũng y vô một ý. Tứ thánh nói khi mà sấm nổ rồi đó thì qua liền năm nước trật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông. Mà cái lộ văn giáo ở đây mình nói xương qua biết lộ văn giáo từ nhà bàn chạy vào núi cấm đó, cái lộ văn giáo, cái chợ văn giáo ở chính giữa đó. Đó, qua liền năm nước trật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, mới tới dài tới mới tới đổi nhật đổi nguyệt đổi phong. Đổi nhật là mặt trời, đổi nguyệt là mặt trăng, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ năm bang luôn. Trời xây quá bốn phang, nước tràn bờ khỏi khó an, thời kỳ chuyển lưng bỏ bực biên thì, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Khi xảy ra là nó vậy. Rồi ông ba bên đây thì ông nói qua lộ văn giáo giáo văn, thay phơi ngọn cỏ mà vô căn thật trời. Tuy lần lời văn nó ngược xuôi nó khác nhau, nhưng mà một ý nghĩa. Thì bên thầy đức nay á, bên thầy ở đây thầy nói đất sao lại chỗ có người bốn tay. Đất là thổ, là nó là một nước, mà bốn tay nữa là bốn nước, là nữa là năm nước. Mà tứ thánh mô tả với ông ba mô tả qua liền năm nước chặt đàn đó.
thì đức thầy nói bên đây là đất sau lại chỗ có người bốn tay cũng là năm nước nữa. Thì ở đây đầu tiên là nó qua năm nước để nó quánh để tranh giành ngôi báo đồ này kia nọ. Bên đồ thơ của Đức Bổn Sư á cũng mô tả khi mà sấm nổ rồi đền vàng điện ngọc lộ ra, rồi trước sân đền có cái cột cờ là cao dọi 36.000 mét, là tất nhiên 36 cây số về đứng cái cột cờ này á mới cao lên tận ở trên 36.000 mét, là 36 cây số về đứng đó, trên tới trên mây xanh nó đến, cho nên ở trên cái đầu cột cờ này có cái phổ lư, cái phổ lư mới chứa cái viên ngọc là rọi sáng rực cả đất nước Việt Nam hết, cho nên các nước ngoài nó mới thấy vậy, mới vô nó tham chiến để giành đền vàng điện ngọc này đó. Mà thầy mới mô tả, ông ba mô tả nó hào quang chiếu sáng Nam Bang, hào quang là cái phổ lư trên cái đỉnh đầu của cột cờ này đó, chiếu sáng Nam Bang, đuổi trâu mới ngó thấy, thì đuổi trâu cũng hết con trâu mới ngó thấy, tan quang sớm làng, rồi đuổi trâu gặp cọp rần rần, mười thần thác bảy tám thần người ơi. Rồi tứ thánh nó mô tả nó thế gian chớ khá cởi trâu, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình. Ông ba nói thêm, nó từ lệnh phụ xe loan chuyển bánh, từ cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ á, cái lệnh cho xe loan là xe vua trở bánh là cho Đức Vua Minh Vương trở lại, nhưng mà khiến thời buổi này á, loạn ly bá tánh đảo quyền. Nhưng mà ông nói đó, trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền, con trâu mà rút mũi thả lan rồi đó, để nó ra ngoài chuồng tất nhiên nó không còn trong nằm ở trong vòng con trâu nữa. Ý ông muốn nói qua bên dần á, trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền, nhưng mà ông nói ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý. Chữ này đó ổng nói nho luôn, là chữ ngưu là trâu, chữ phùng là gặp với nhau, chữ hổ là cọp, con trâu gặp con cọp. Tất nhiên là ý tôi nghĩ là cái tháng chạp gặp tháng giêng, bởi vì cái tháng chạp á là tháng sủ tháng trâu, là tới tết luôn. Cho nên ổng nói giêng dần hai mẹo ba thìn tư trị năm ngọ sáu mùi bảy thân tám dậu chín tức mười hợi 11 tháng tý 12 là tháng sủ tháng con trâu. Thật độ cho mất con trâu là vô qua tới tết, là bước qua dần là tháng giêng. Bên Tam Hoàng Thơ á cũng mô tả, ông nói 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, phải ngay cái đêm giao thừa không, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô. Rồi ông nói tháng giêng mắm muối mần khô là ám chỉ cho chết chóc, tháng tư chú sáu dẫn cô về chùa. Chú sáu đây muốn nói là Nhật rồi đấy, mà chùa đây không phải là chùa, chùa Đế Vương là cái ngôi hoàng đế của vua chúa đó. Tháng tư chú sáu dẫn cô về chùa, rồi chú năm bợ đỡ nên lùa, cỡ này thằng Tàu nó yếu rồi, nó vuốt đuôi theo con. Nhà tôi hết gạo mà xách vua đi xin, nhà tôi hết gạo lúc này là cỡ đói rồi. Ông nói má ơi, con má chết sình, nó không ăn muối thú hình má ơi, rồi đây chị chính coi tôi quá lông quá cánh kéo lôi sớm làng, anh mười hung dữ nguyên ngang để tôi quá lửa nước trà anh coi. Chị con tôi bắt con voi, bắt con chuột lắc nó voi vết nhà, tất nhiên là giờ này súng hết nổ là tới phong thần rồi. Tả đạo bằng môn với quánh với Phật thánh tiên ở trên trời á, cho nên thầy mới kêu gọi mình là ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, mà coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của đánh. Giờ này đó mới ngủ long công chúa tương phùng bay cao liễn thấp vô cùng tại ba, là bên tả đạo bàn môn ra quánh với Phật thánh tiên ở phép ở trên trời. Cho nên giờ này đó mình có cơn tu thì có cái cơ duyên đó, khi nổ đê mê là tối trời tối đất, 7 ngày đêm bạc lấu giờ trăng, đạo vợ chồng con cái cuộc đùm, ngủ mê thức dậy cách lòng phân hai, hay là xích đùm không hay. Qua hai câu này có nghĩa là bây giờ vợ có tu mà ông chồng không có tu, nếu còn biết với nhau trong giờ này mà khi nổ một tiếng này là tối trời tối đất, 7 ngày đêm đó là tối trời tối đất, bạc lấu trời trăng đó là nếu còn tỉnh lợi thì thai hồn đổ xác hết rồi. Cho nên vợ không còn biết chồng nhau nữa, cho nên Phật mới có cái duyên căn, cái người tu Phật mới dẫn ra đi được, không có vướng dấp gì hết. Bây giờ nào không còn biết nhau nữa, cơ duyên ai nấy trở về đó. Còn chồng không có tu thì bị trả quả, lớp nào gà cỡ này là rắn to trên gọi mãng xà trên rừng, nó xuống nó tha dương trần ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Hay là thầy nói hổ lang ác thú muôn bầy, hổ là cọp mà này muôn bầy chứ không có nói con, mà cọp này nó lớp bay lớp chạy sau này đo đoan, ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hột. Cọp này người tu nó thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hậu nó ăn. Thay vì con cọp trần của mình á thì nó ăn cái xác thôi, cái hồn còn đi đầu thai, mà tới đây không còn đầu thai nữa, xé tan cả xác lẫn hồn luôn là không còn đi đầu thai nữa.
bị vì cái người hiền còn lợi là chuyển qua đời thượng quân thánh đức sống là còn hiền không à, người hiền không à, người chân tu không mới qua đời thượng quân thánh đức sống được, còn cái người hung thì chỗ này xé tan xác lẫn hồn luôn, đâu có còn đi qua đời đó mà ở được. Cái người không có tu, người hung thì coi như bị diệt hết chỗ này đó, trước khi mà chuyển qua đời thượng quân thánh đức. Nhưng mà ông ba ông nói đó, tôi tri á, nổ đầu tháng 4 một tiếng này là đê mê bất tỉnh đó, mấy sai hồn đổ xác. Nhưng mà không, ở đây tôi không có quyết định là ngay cái tháng 4 nào, tháng 4 của năm nào thì không biết. Nhưng mà ông nói nè, trong mừng đèn đỏ tỏ xà long, trong mừng đèn đỏ là báo hiệu cho cái đèn tử, cũng như lực lệ giao thông mà nó đương chạy xe mà phật cái đèn đỏ lên là phải đứng ngừng tại chỗ chứ không được nhúc nhích. Trong mừng đèn đỏ tỏ xà long, mà xà đây là rắn, tháng tỵ tháng tư là tháng rắn, long là rồng, tháng ba tháng thìn là tháng rồng. Nhưng mà gặp thở đông phong long tiền kiến, chữ long là rồng, chữ tiền là trước, chữ kiến là ngó thấy, tháng ba giờ ngó thấy trước mà nổ đầu tháng tư. Nói xà bì, xà là rắn, bì là da, ý muốn nói mới vô đầu tháng rắn. Xà bì loạn biến một tiếng âm thanh, chỗ này em nói nổ một tiếng, đây là tới phong thần. Rồi thêm một cái đạn khác nữa đó, ông cũng nói tuy lần lời pháp nó khác nhưng mà nó cũng y vô một ý này. Rắn lộn đầu chuyển động âm thần, bây giờ rắn là tỵ tháng tư là tháng rắn, lộn đầu trở lại là đầu tháng tư, chuyển động âm thần, nhật nguyệt biến mất, nổ chỗ này một tiếng rồi là nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng biến mất, phong thần khởi ra. Hôm nay đây là tới phong thần. Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha, ngặt tình ma bắt mà con ma chẳng còn, lỡ nhà ngói lỡ quán Sài Gòn, lỡ chồng lỡ vợ con còn quá lâu, lỡ ông xã cũng lỡ ông câu, lỡ trang trí huệ lỡ đâu lỡ hoài, lỡ vách hẹp cũng lỡ sông dài, lỡ qua tay dứt điện này tí mua, trước đây là lỡ làng hết, tính không có còn làm cái chuyện gì được nữa hết đó. Thì hai cái câu này, cái chỗ mà ông ba ông cũng mô tả, muốn nói ghim vô ngay chỗ này đó. Thì ở đây đó, thêm một cái đoạn khác nữa trong cái sấm truyền của Phật Thầy đó, ông nói đó, từ niên Kỷ Dậu mất trâu, từ cái năm Kỷ Dậu niên 1849 đến đây là 172 năm rồi, nhưng mà ông tiên tri trước tới bây giờ. Cái cuốn sấm truyền của Phật Thầy này ra hồi năm Kỷ Dậu niên 1849, như vậy là từ niên Kỷ Dậu đó mất con trâu tới giờ. Nhưng mà tới nay nhìn đặng là nhìn được qua rồi, nhưng mà ổng nó không phải con trâu, ổng chớ hai chỗ gẫm đâu là con bò, mà con bò nó không có trong 12 con giáp. Rồi ổng là đậy thêm một câu nữa, ổng nói lưng trâu còn đậu con cò cũng không có trong con giáp nữa. Cuối cùng ổng chỉ nói con cọp léo luống lần dò kiếm ăn, cuối cùng cũng chỉ qua con cọp. Thì ý ở đây á, tại sao mà tôi nói cái ý là tôi bắt con cọp tháng, bởi vì ông ba ông nói những cái đoạn khác đó, ông nói thấy sao trâu nhỏ ngó trời, trâu nhỏ là trâu tháng chạp mà tôi nói hồi nãy đó, trâu lớn của Phật cởi thời Khỉ La, con trâu lớn là cởi là đi qua khỏi trâu lớn, không về đại thánh ngài ra, mà đại thánh đây không phải Tề Thiên đại thánh, mà đại thánh là Phật Thích Ca, ngài ra bất tử thiệt ta không về, không nếp có đậu có mè, không dừa thì để sao hè mà coi. Bây giờ ông nói á, mượn sự mà diễn lý đó, khi mà á, như vậy là khi mà đức vua Minh Vương trở lại rồi đó, thì không có việc này cũng phải xảy ra việc nọ, không nếp có đậu có mè là không có việc này cũng phải có việc nọ, mà không có dừa mấy đó, chưa có dừa đó, thì để sau hè mà coi. Thì sau hè này đó, mùa hè thì tháng 4, tháng 5, tháng 6, mà sau mùa hè này là tháng 7, tháng 8, 9 rồi qua mùa thu. Đó. Như vậy đó, thì trong cái tháng 7, tháng 8, tháng 9 đó, thầy cũng dần rất nhiều. Tháng thân, tháng 7 là tháng thân, mà tháng 8 là tháng dậu đó. Thầy cũng dần vô đây rất nhiều, mà chỗ này bên ông ba ông nói cũng ghim vô những cái chỗ này, nó cũng trùng khớp với nhau. Tuy rằng kinh sấm nói khác, lời pháp nói khác, nhưng mà cuối cùng là cũng ăn với nhau từ chỗ hết. Nói chung là trong hệ Bổ Sơn Kỳ Hương là tất cả kinh sấm đều nói ghim vô là nhiều chỗ lắm. Bây giờ tôi nhắc lại đó, nghĩa là cái bài Phật Thầy Tỏ Thiên Cơ đó, thì nó bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ, năm dần nhiều nỗi bơ vơ, bước qua năm mẹo như trơ rối cuồng, thấy không?
Năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo mà tháng hợi á, năm mèo tháng mèo là cái tháng 2 chưa có buồn. Ý muốn nói cái năm mèo là năm 23 mà tháng mèo là tháng 2 chưa có buồn. Năm mèo tháng hợi á, lỵ tu dầm về mà tháng hợi đây là tháng 10. Tháng 10 là tháng hợi. Nhưng mà ông nói lỵ tu dầm về là khóc rồng nó, nhưng mà vậy mà chưa mấy uê. Ý ông cũng chỉ qua bên cái năm thìn, năm giáp thìn. Trung ương rồng lộn mấy ê hề thay phơi. Rồi mèo kêu riết tới sầu bi, đến gà về ổ mới dậu thời miền Nam. Cũng nói đến gà là cái năm gà là năm 29 đó, năm gà mà dậu là tháng 8 của cái năm 29 là quý đầu, tôi nói nãy trống can kia chung đây mà bên kinh sấm nào cũng nói cuối mốc là cuối cùng cũng tới dậu. Thì cái nghĩ của tôi là tới như vậy, mà mình là tâm phàm, tâm chúng sanh, mình chỉ theo dõi thôi chứ không có nói lên đây để thúc giục trên đường tu thôi. Chứ sự thật ra tôi nói vậy cũng chưa có hoàn toàn là tôi dám nói là tôi nói phải đúng. Thì nói lên đây để nhắc nhở lại cũng quý vị cùng chúng tôi cùng lo tiến hóa trên đường tu. Vì cái thời này đó, mãi chần chờ thì e trễ kỳ thi đó. Muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ quân sắc định khai kỳ trong qua.